Bị can truy nã ở thành phố Hồ Chí Minh trốn tại Long An thì bị bắt. Đoàn đang bị truy nã về tội mua bán người, đang lẩn trốn tại Long An thì bị công an thành phố Tân An phát hiện, bắt giữ. Tối ngày 26 tháng 5, công an thành phố Tân An cho biết đã bàn giao Lê Thanh Đoàn, 37 tuổi, ngụ xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội cho công an quận 12, thành phố Hồ Chí Minh để thụ lý theo thẩm quyền. Trước đó, công an thành phố Tân An, Long An tiếp nhận thông tin Đoàn bị công an quận 12 truy nã về tội danh mua bán người dưới 16 tuổi, giữ người trái pháp luật. Sau khi bị truy nã, Đoàn lẩn trốn khắp nơi. Vào khoảng 23 giờ ngày 25 tháng 5, khi Đoàn đang lẩn trốn tại nhà cho thuê ở phường 3, thành phố Tân An thì bị công an thành phố Tân An phát hiện bắt giữ. Qua làm việc, Đoàn khai nhận do có quen biết với Đỗ Trung Kiên, 25 tuổi, Đắk Lắk, là người thuê trọ ở đường Huỳnh Hữu Thống, phường 3, thành phố Tân An nên ở nhờ và lẩn trốn. Tuy nhiên, khi vừa đến nhà trọ thì bị lực lượng công an bắt giữ.